quân biết còn sống nữa. Mày, Nè. mày để cho mạnh đói gọi cho trời gọi cho anh như mai đường sâu Alo đó. mọi người. Em đây gọi 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 nghe. Bên nhà mai sắp úp vậy ông chết nào rồi làm gì chơi là chơi thôi cô. Nghe bảo bên kia nó bốn chục mạng đấy. Úp lanh tí. Ơi cái gì đây? Chơi chơi được. Ủa là có 45 mình đây 10 mạng thôi. Mình đây 10 mạng thì thôi đấy. Đó, mày nhưng mà sao được hai người ở đây nữa, hai người ở đây nữa là 12 mạng bác sĩ với cảnh sát không tham gia này đấy. Đi xem bác sĩ nhiều lắm, cao lắm 15 mạng. Bác sĩ 6 cảnh sát, à bác sĩ 5 cảnh sát 6 rồi. Một người 14 mạng rồi. Ờ rồi kia. Bên nó hơn bên nó chỉ hơn chục mạng thôi. Đúng rồi, bên nó 20 rồi, bên nó tầm 20 mạng rồi. Chỉ 20 mạng á sao chơi? Tính mấy thằng đi làm nữa. Ờ, à, mấy thằng có đi làm rồi nhá. Có bao nhiêu cho bao nhiêu cho bây giờ mấy thằng. Nhưng mà tôi bảo lỡ bên nào. Lỡ bên nào có thằng dùng dao thì sao? Mình thì... Kệ mày nó không chơi thế đâu. Dùng dao là có người bên đây là không có dao rồi đó. Bắt lại liền. Ờ, giết con tin liền. Nghe bảo bên nó đông đấy. Thế tôi đi được rồi làm sao đây. Ông chim lại bảo cái tên là gì đấy? Thằng nào ơi? Con gì đấy, con này tên là gì? Con lợn tên. Ủa, hay là không ấy để trả số đi. Gọi bên trên gọi ông con nhà nghèo lên nhà. Thịnh Minh Vũ. Thịnh Minh Vũ rồi. Alo đắm con tin bài phát rồi đưa cho bên Giang Mai ngay đi. Giờ một người trốn lát mà đâu không lại gọi cảnh sát. Rồi báo cảnh sát không gọi con nhà nghèo ấy lên ông bắt mình ông đưa mình đi cửa sau chỗ anh em đưa tiền hết rồi đỡ kiếm trăm ta chơi chơi sạch chiến chứ lâu thế nhở cái đó tập hồi buông lâu lắm sẽ số đấy ai đã stream cái xem tới đâu rồi không để em đẻ cho mà nãy bên gì đó ông Sumoga bảo là tập trung ở 2002 không nhìn tôi nhìn bọn mình ít thế nhở không có một người mới lên cái này à cứ hèn nhở Sumoga bảo là 20 tập trung ở 2001 đấy rồi ập xuống. Ông đang ở tầng cái trung tâm. Kệ đi đừng tác gì cho nó hấp dẫn. Cái đang ở tận gara trung tâm mà đòi lên đây nhắc của mình. Anh nhìn gọi hối thì hối chứ nhìn hối. Đang tầng lối mà. Cái mô tô của chú Bảy hả? Ủa xe hai chiếc vô kìa. Cái nào đây? Dạ đông rồi. Đông rồi. Ai biết huyê gọi đi bán đi. Có xe vô. Ở đây biết thôi gọi xong đưa cái điện thoại gần lại ông trai kia nhá, chọn la lên mình đấy. Em cầm chiếc camera đi cả chạy qua ông nhá. Sợ cảnh sát lên là bị hốt mấy cái xe để chụp tốn tiền sửa xe nữa. Cảnh sát không lên đâu, sửa xe lên mấy năm nhìn. Này im mồm nha, không có cắt lỗ tai đây. Đừng ai chọc xe tăng nha, bạn nó đang chết cả đêm. Em gọi thêm vụ quân sự ra. Nhìn chút sớm rồi nhá. Trong này có Sony không nhỉ? Có. Theo cá thả trong đây không trả lời em tưởng là anh này đây nhắn tin. Có toàn văn không? Alo. Anh em điểm danh gái đi, điểm danh gái đi. 1 nhanh làm gì đâu. Hai nè. Thôi loạn lắm. Đi rồi. Ui đủ. Đấy, nhiều cho bao nhiêu. Bao nhiêu. Có tí nữa mặc với lại quân tử đồ luôn. Có anh gì trong này không? Có em ơi. Chùi màu gà rồi. Có anh Tòng quay không? Có anh Tòng đúng không? Có anh Tòng. Alo. Có anh Tòng. Anh ở trong tù liên bang rồi.
nguyên 12 tháng lận. Cái này con cậu bị hết. Cái symbol, ơi gọi symbol không ta? Rồi. Em gọi anh symbol hứ. Cái gì ông sửa xe cho chạy. Chưa mua ga rồi, đang ở tù liên bang rồi. Em gọi anh symbol. Chú mày, chú mày, chú mày, chú mày là nhà tù liên bang. Bộ tên tù liên bang đó luôn. Chú mày bộ hóa chú mày đâu. Giờ tới tổ liên bang thì chú anh ai đá chim xem Giang Mai đến đâu. Anh cảnh sát thôi. Được không? Đang lên, đang lên, đang lên. Đá được đâu. Đang lên rồi, bên kia báo, đang lên rồi, chuẩn bị có tấn rồi đấy. Thì bây giờ không gọi kịp rồi. Hôm nay bác sĩ để giàu rồi, hôm nay bác sĩ để giàu rồi. Trời ơi, bác sĩ đang nào cũng giàu. Bác sĩ hôm nào giàu. Cái thành phố này nó hoạt động đêm. Đảm báo này, bên đảm báo đang lên này. Đang ở đàm 22 đấy, có ai đây vào được không? Thôi, nhắm vào đâu nha. Có người đang live stream bên team này thì bên kia cũng là vậy thôi. Tụi mà gà vừa alo ở đấy kêu là Huy ơi qua đi. Xong không bảo gì Huy. Hả? À, kêu đang đi bơm dầu. Thôi chắc tôi bảo đi đang đi tù chú Bảy. Kêu đang đi bơm dầu nhưng quên mất rồi. À đi bơm dầu rồi đi bán. Bảo tôi bảo đang đi bên cạnh. Vậy đi tù luôn bán. Bảo đang đi trên núi xuống. Mẹ. Khái cải quá. Bảo anh em đang hát trong phủ liên bang của chú Bảy. Sao mỗi lần có chém nhau không ai gọi mình rồi chém nhau rỡ hay. Nhắc giọng chết nhiều quá. Cái cuộc mà. Đá đi. Em sống thì anh kêu em chạy, em chết thì bảo em gà. Trời ơi. Huy ơi đá đi mình. Mày tắt mạng lên em mà. Được nha, được nha. Biết nó bao nhiêu mà? Chục mạng. Hình như là không 30 người. Nhưng mà bên kia nó là nó lợi bên mình là nó có thuốc nó có túi tiền đấy nha. Mẹ anh em chuẩn bị chơi cocaine vô nhá. Em đi vội quá là quên nói từ cocaine rồi. Vứt mẹ ra tủ rồi. Chết mẹ quá. Ai có thì chia đi, ai có chia bớt đi. Không ai có vứt đi hai túi đi, tí về đưa đây bạn tiền. Mẹ quên mất. Vội quá. Vứt hết ra tủ rồi. Thì đánh nhau dưới kia mà mọi người xong mọi người lại ở đây kiếm rồi. Em bên kia tập trung ở 2001 cái nãy của gà. Chỉ là tập trung nó đi rồi dẫn người vào rồi mới đàm phán rồi nữa chứ. Không, kêu lao vào luôn. Chủ gà. Không, bây giờ nó biết cái đâu mà lao không? Khải. Ừ, nó biết đâu rồi. Nó lấy, nó mà nó lao vào đấm vậy. Ơi, giết luôn. Cái mặt sẽ có lợi giống mặt mày ấy nhỉ. Giết mày mà chạy. Mày đâu? Cứ để con tin lên cầu thang, nếu mà đọc người lên cầu thang thì giết con tin luôn. Con sói đang ngồi này. Đông người lên cầu thang với con tin luôn nhé. Không ta anh chờ đồ bên kia đang chờ đồ. Ai lên cầu thang đứng trên đạp xuống. Được lên được lên. Siêu mau ga gọi này. Biết ngay mà. Ai gọi đấy Khải? Xui. Bên sổ em cũng mới gọi tôi luôn, bên sổ luôn. Bác sửa ra gọi đây. Anh em đúng mà. Hình như là thiếu người hay sao nên gọi ấy. Không, bọn tôi hay chơi với nó. Bây giờ kêu là đi tù liên bang với bãi à? Chúng kêu đi tù liên bang rồi. Đi qua bọn tôi qua đi quẩy bánh nóc rồi. Tối qua bọn tôi đột nhập vào đồn cảnh sát các kiểu luôn mà. Bây giờ nó vào cái đường cống chính nó cũng bị chặn rồi, nó không biết đường vào đâu, đường nào nó cũng gọi ai. Hãy hỏi bảo đang đi tù chú Bảy nhá. Chú Bảy cho chú Bảy ngồi đâu chú Bảy ơi. Chú Bảy ơi. Chú Bảy đang liên bang. Chú Bảy đang ngồi à. đang ở ngoài đường luôn rồi, đang đợi lên. Mẹ, rõ ràng cái tờ. Chú cần con dao với chú không? Không cầm theo gì đấy, cứ tê bao mà. Rõ ràng. Bên kia kìa, ở ai bên kia kìa. Đâu anh Bảy ơi. Danh sách danh bạ của ông Tý, ông gọi. Bảy ơi, em vừa báo vào tù liên bang, nó hỏi là vào tù liên bang với Bảy đúng không? Kêu vào ngồi hát với Bảy trong tù liên bang rồi, kêu gọi lóc mít xe cảnh sát, không bị khóa. Khó vào tù liên bang. Anh em nào follow thì... Tí nó chú Bảy thấy cái thằng nào tóc hồng rồi. Chú Bảy, nhớ gửi sticker nha. Chú Bảy báo vị trí là cho Giang Mai đi, để nó không biết á. Biết, bây giờ Mai biết rồi. Tụi mà gà vừa báo là qua hết 1002 mà. Ai đã được không? Ai đã được không đấy? Có, đang. Bây giờ là đang, nhưng mà đã là ở 2001 đây. Mình không phải đá chim đâu. Không phải đá đâu. Có xù màu gà ấy rồi. À, ngồi tù liên bang với thằng Huy nha, thằng Huy chở đi đá xe của cảnh sát. Ây, đông nhờ. Đây, để nè. Bao người đây,
Anh em trốn bớt đi, anh em tản ra bớt đi, trốn bớt đi. Anh em núp ra bớt đi. Anh em ơi, một sao rồi, sao rồi? Tới rồi. Anh em sẵn sàng tham chiến nhé. Em chặt tự. Chặt tự, đến hết rồi đấy. Ý là bị phát hiện rồi, tí nữa vào đấm là thay đồ vào đấm thôi. Ok. Bây giờ là hai con tin đang ở trong tay tôi. Bây giờ là tôi yêu cầu một người đi theo tôi vào trong để kiểm tra con tin. Tại vì tôi không thích xuống một số người xuống dưới tầng để úp đi. Mười em xuống rồi, giết đi, giết em ra. Tôi xuống đi. Xuống hết luôn hả? Không, một số người lại đi, tôi xuống. Ok. Có người ở lại, nếu bướm vẫn giết được tin luôn. Ở lại, ai có dao ở lại nha, có gì giết được tin nha. Ok, bây giờ là ba người vào trong đi theo tôi nhé. Bây giờ mà mấy anh hành động là tôi báo đẹp cho mấy anh hốt xác nhé. Ok, ba người đi theo tôi. Thằng nào cầm dao ơi. Đây, cầm dao đây. Đang nhét người vô nhé. Đây đã không có dao rồi đó. Anh em quay sang chuẩn bị đi. Cầm hành động thì... Đây là. À, mình đánh luôn. Gì đấy, cô mình đánh nhầm đấy. Cởi đồ. Mặc quần áo màu gì? Nó cởi đồ, nó cởi áo. Cởi chân. Ok. Hai con xuống nhà. Ok. Cứ gặp nào cởi chân là đúng nha. Bây giờ mày anh mà hành động là hốt nằm sát nha. Mà anh đứng ngồi đây không được vào đây. Anh em mình chém hết rồi đó thôi rồi. Mọi người quan sát thấy đông người thì đâm con tin luôn nhé. Có xí này không nhỉ? Có xí. Có xe tới. Em đang chở người vào. Có xí ở đây không nhỉ? Tôi với tèo mai phủ đang ở đây xem nhá. Người ta gặp con tin. Đừng cho người ta đi quay cái vòng này. Alo, báo là bên kia đang có một xe đi vòng từ núi xuống nha. Giết con tin này. Đầu tiên bị giết là này. Rồi, đang đâu rồi, nó báo, nha. Nó bảo đó rồi. Anh thấy chưa? Tôi là người... Không, tôi đề phòng thôi. Bây giờ anh đông người, tôi cũng muốn tổ 3 người, các anh đề phòng gì? À, bên kia tôi đang không làm gì với anh, bây giờ mà anh đeo đủ sở thiện thì mấy anh nhận thông tin. Không làm gì mà anh cầm con dao trong tay này, không làm gì nha. 3, 2, 1, 9. Chưa ai làm gì anh cả. Chưa ai làm gì nha, cả nhà. Có thể chiến thật rồi. Đấy, bây giờ anh bị đâm chuột con tin không? Lúc nào đánh chung tôi mở con mắt cho. Từ bây giờ có đạp chú bảy chiến chỉ luôn nha. Alo. Chú bảy thì đánh. Alo, bây giờ lấy có nhanh hay không này? Tôi thất bại bây giờ. Bây giờ đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Kêu nhìn lên này. Đây, anh nhìn lên đi. Đây. Ờ, em đang giữ con tin của hai người bên anh đây. Từ, kêu nhìn lên đó. Alo. Nhìn lên này. Đánh. Được không? Anh em ơi, tôi khuyên anh em là để công ty thứ nhất là đánh cho đỡ đánh đồng đội nha. Bây giờ anh có chụp con tin không? Bây giờ thực ra là ở đây khoảng cách nó rất là xa, tôi nhìn mặt ngửa lên nhìn hơi chói, thì anh phải bảo con tin nói gì rồi. Anh em đây tôi xác nhận được con tin, anh em còn sống nhá. Càng nghe giọng con tin. Chờ con tin gọi điện thoại đi. Combat không tôi mở cho.
từ từ. Không không. Từ từ đó, đang là phản, đang là phản. Từ đó. Tôi thấy số lạ, nói không phải em tôi gọi này. Đúng số điện thoại thằng em tôi thì tôi mi nghèo chứ. Ôi, anh lòng vòng cho bây giờ là ấy, bây giờ anh như nào? Anh muốn nghe giọng đúng không? Kêu nghe máy đi, kêu nghe máy đi, kêu nghe máy đi, đang gọi này, kêu nghe máy đi, kêu dòng mai nghe máy. Thế bây giờ anh, thế bây giờ anh gọi em, anh để em, anh bắt máy. Anh nhìn lạ lắm em ạ. Không phải cái nhà của họ, đấm một phát, đấm một phát, đấm con tim một phát. Okay. Anh bảo không phải người nhà anh đúng không? Anh bây không giờ... phải anh đấy. Nói không phải là người nhà thì bọn em tùy xử lý nha. Bây giờ, bây giờ anh phải làm sao để cho tôi nghe được giọng con tin, cho anh dẫn con tin ra cái giọng hết. Đấy, anh đi theo tôi, một mình anh đi theo tôi. Một mình anh đi theo thôi được không? Hai người kia ở lại, ok. Hai là người đại diện của anh đi theo tôi. Khi đây anh cầm tiền em lên. Kia có bao nhiêu người? Em phải cầm tiền em lên cửa kéo tất cả. Phải rồi. Cảm ơn, để tôi đi nha. Ê, anh đi theo tôi. Canh canh hai người này nha mọi người nha. Giữ chân hai anh trai này lại nha. Đúng rồi. Anh bên kia làm gì đông lâu vậy? Alo. Giết một nha. Đem xác xuống này. Còn bây giờ anh giết một là mất 50% số tiền đấy. Ê, có được cầm dao đánh nhau không? Không cầm dao. Không, anh đứng đây. Không, anh đứng đây, anh không làm được đi đâu hết. Chị gái rơi điện xong tôi ấy được. Chị gái di chuyển đi để cho anh đi vệ sinh. Tôi đi vệ sinh, okay, tôi đi vệ sinh phát. Anh phải đi dạy xem nào. Thế anh đi đi. Bắt luôn thằng đầu trắng này, bắt luôn thằng đầu trắng ở đây này. Gì đấy? Không bắt. Ai rồi? Hai người thôi được. Nhà kia là còn mấy ông kia đâu? Con từ từ băng, con từ từ. Một anh ở đâu? Ok, ai cầm đồ vali chạy kìa, đừng đi theo nghe. Bảo anh kia là chỗ này không là chết con tin. Con tin còn sống thì quay lại đây. Chạy đây. Kêu muốn con tin, một con tin sống thì quay lại á, còn không giết thật ấy. Đây, để tôi đập hàng. Bây giờ chỗ này hơi nắng anh dài, bây giờ mình ra chỗ nào mát mát thì mình đứng đi, chỗ này nắng quá. Không, tôi thích đứng ở đây cơ. Điều mai... Không, điều kiện là đứng ở đây, không có đi đâu cả. Rồi, đi đây, tôi chỉ vô hai anh luôn. Bên kia đâm vào nhá. Bên kia chạy vào đó. Alo, bên kia vào. Bên kia vào. Dưới con tin. Con tin ra, dưới con tin ra. Chúng nó cầm đồ đằng sau này em ơi. Dì con tin đi. Đang bơi chung khen cái. Cầm đồ nhá. Uầy, từ cười anh. Đấm hết đi, đấm hết đâu. Bắt cửa nhà đúng đi. Còn đây bố đồ đây nè bố. Yeah. Thank you.
cứu tôi. Tôi còn thương nữa. Sao bên đông khỏe thế? Ở bên kia đông quá sao trời. Tôi còn thương nữa. Tại sao bên đông khỏe thế? Ở bên kia đông quá sao trời. Vậy là bán đứng anh em rồi.